Tiền tất niên xa xỉ nhất VBiz, riêng Hoa Trang Trí đã ngốn 300 triệu, mời hẳn Lệ Quyên hát 10 bài. Người cũng quên hát bao nhiêu bài nhỉ? 10 bài! Live show! Live show luôn ạ! Vào tối 21 tháng 1, Vũ Khắc Tiệp thu hút nhiều sự chú ý khi nhà hàng Không Gian diễn ra bữa tiệc cuối năm hành tráng tại dinh thự riêng. Ông bầu họ Vũ đính kèm dòng cáp sinh đã sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay. Qua những hình ảnh được Vũ Khắc Tiệp chia sẻ, dễ dàng thấy được bạch dinh được phủ đầy hoa hồng đỏ và nến. Đồng thời, toàn bộ không gian lẫn ánh đèn cũng mang màu sắc đỏ huyền bí, trông vô cùng lãng mạn. Căn biệt thự của ông bầu họ Vũ vốn nổi tiếng có sức chứa khủng, khi được trang hoàng để tổ chức tiệc, nơi đây trở nên vô cùng lộng lẫy, xa hoa, tựa như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Được biết, để có được khung cảnh lung linh, thơ mộng như thế, Vũ Khắc Tiệp đã phải chuẩn bị đến 15.000 bông hoa, nhập và thuê người về trang trí thật tỉ mỉ và đẹp mắt. Đến cả cầu thang cũng được ông bầu Ngọc Trinh đính hoa vô cùng cầu kỳ. Được biết, riêng khoản này đã ngốn của Vũ Khắc Tiệp đến 300 triệu đồng. Bữa tiệc cuối năm của Vũ Khắc Tiệp còn có cả sân khấu hoành tráng ngoài trời. Hello, 300 triệu dành cho 15.000 bông hoa nhập đủ các loại hoa đặc biệt nhất dành cho bữa tiệc tri ân cuối năm. Tổng kinh phí sẽ là một bí mật. Qua đây, ai nấy cũng đều cảm nhận rõ độ chịu chơi cũng như vụ thẩm mỹ đáng ngưỡng mộ của Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ tinh tế trong việc lựa chọn sắc đỏ làm gam màu chủ đạo để phù hợp với không khí ngày Tết, ông bầu họ Vũ còn khẳng định đẳng cấp quý ông thực thụ khi xuất hiện với bộ vest hết sức lịch lãm check-in bên cạnh xế hộp tiền tỷ. Ông bầu còn có khoảnh khắc phiêu bên đàn piano cực nhẹ. Đáng chú ý, cặp ông bầu gà cưng không quên ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Vũ Khắc Tiệp còn bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Ngọc Trinh, cả hai trông như một cặp tình nhân thực thụ. Bên cạnh mối quan hệ sếp và nhân viên, Vũ Khắc Tiệp và mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng từng vướng nghi án hẹn hò. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, cũng không phủ nhận. Họ cứ lấp lửng, còn nghĩ sao là quyền của khán giả. Tiệc vui tất nhiên không thể thiếu bạn hiền. Tham dự bữa tiệc cuối năm xa xỉ của Vũ Khắc Tiệp gồm những sao Việt như Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu, Lê Hà, v.v. Và đương nhiên không thể thiếu nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Chân dài Trà Vinh khoác lên mình chiếc váy lụa màu vàng đầy sang trọng, sánh bước bên Vũ Khắc Tiệp xuyên suốt buổi tiệc và có nhiều khoảnh khắc thân mật tình tứ như cặp tình nhân. Đến dự buổi tiệc tại biệt thự của Vũ Khắc Tiệp, các khách mời không chỉ được đã mắt mà còn đã tai với những tiết mục văn nghệ ấn tượng. Một trong số đó phải kể đến phần biểu diễn của Lệ Quyên, được Ngọc Trinh chia sẻ trên story trang cá nhân, bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt. Vũ Khắc Tiệp còn đề nghị Lệ Quyên mở hẳn live show hát 10 bài tại bữa tiệc. Sự đầu tư tâm huyết của Vũ Khắc Tiệp cho buổi tiệc tất niên, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt dành cơn mưa lời khen cho ông bầu. Vẫn biết Vũ Khắc Tiệp nổi tiếng là người cực kỳ chịu chơi, chịu chi, nhưng lực nào cũng khiến khán giả phải choáng ngợp. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.